rồi. Tại vì mình làm nửa ngày đấy nên mình mới được nghỉ một nửa ngày thứ hai nữa, là một nửa ngày thứ hai mình phải làm bù. Thế em nói đúng rồi thì em nói là bù mới được hai chín một nhá. Cái là nó giống nhau thôi, mỗi người hiểu thôi. Dùng ấy làm.